chóng quá, chóng quá. Rồi, chào cả nhà mình cả nhà, hai cho con vui đi thả câu đây cả nhà, đêm qua thả thất bại cả nhà, cả nhà. Đêm nay hy vọng là gỡ gạt lại đêm qua cả nhà, đêm qua xui quá, đêm qua thả dính hai con nhỏ xíu mà đi xa quá cả nhà, bữa nay thả gần nhà luôn không đi nữa cả nhà. Thả thử mương sát bên nhà coi có không cả nhà. Thưa quá, cỏ lừa thưa không. Ba lục bình sao chết đâu hết rồi không biết. Thử dài cần ở đây đó cả nhà, cũng như mình đi ra ngoài kia nữa. Đầu video chúc cái nhà mình nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Nhà xem video cho vui xin một like, một đăng ký để vô có động lực làm những video mới nha cả nhà mình đây. Vô hấp cam đây, vô đi thả, sáng mai đi thăm, đi quay cả nhà mình xem nha. Chào cả nhà nhé. Sáng ngày hai cha con thăm câu cả nhà mình đây. Mưa quá cả nhà, mưa suốt đêm mà hôm mà sáng nha. Thế giờ nay vẫn còn mưa ở cả nhà. Chào cả nhà. Cần đầu tiên để cái dính thì vui sẽ quay cả nhà mình xem nha cả nhà ơi. Có hiện tượng còn không sức rồi hả? Sức quậy. Thăm lọt câu đầu tiên không dính con gì hết trơn cả nhà ơi. Sức chưa? Cả nhà nhìn cái dàn hôi mớp đẹp ghê không cả nhà? Mê đi. Biết đẹp nè cả nhà. Điều này ta trồng cỏ nè cả nhà. Sân trồng cỏ hết biết luôn cả nhà. Thầm mớ câu rồi, chưa dính con gì cả nhà. Đi trồng cái luồng ở bên đây. Ây da, nước lên không biết được kiếm câu cả nhà. Dính nè cả nhà. Ồ, dính luôn trồng đấy luôn cả nhà. Cả nhà may mắn quá, thầm nhiều câu nữa cả nhà, nó dính được con đầu tiên cũng trọng lắm cả nhà. Ủa, vô đây vô đây hơi khó đi cả nhà, để con nhớ cái rồi mới nói có hiện tượng nha cả nhà. Còn cần chú vui đâu mất tiêu rồi, vui đang kiếm. Ồ gì đây, còn không ba? Ừ, còn bự không ba? Đồ đừng có em nữa nè cả nhà. Hai em ơi cả nhà ơi, cũng ngon lành. Để vừa kiếm cực lên cái nó mất tiêu rồi cả nhà ơi. Ừ, có hiện tượng nữa cả nhà ơi. Chuyện này khó đi quá cả nhà. Sáng trời mưa lạnh quá trời lạnh. Còn không đây? Quán dữ hả bà? Thả đường này cực lắm cả nhà ơi, cực nhưng mà nó này dính cái nhà thấy mê lắm. Đường này dính nó cũng chết hết cả nhà, nó không có không còn sống. Mà đều đặt chúm không vô cả nhà, nó vô đặt hoài nó không chạy. Hả? Dính hả? Nhỏ hả? Kệ có dính được rồi, nhỏ bự gì cũng được. Em thứ ba nha cả nhà, nhỏ cả nhà, bự không cũng được á. Kiếm ăn được là được hả? Có hiện tượng nữa này cả nhà, biết còn không cả nhà? Chắc không còn. Quấn quá quấn hên hên là còn em bự nữa rồi sao? Còn ở lử sức hả? Thôi sức cả nhà ơi. Tưởng được dính nữa chứ. Có hiện tượng nữa nè cả nhà, không biết còn không cả nhà, chỗ quắn quá chỗ quắn luôn. Rồi để ba vô qua gỡ cả nhà, quắn dữ lắm rồi cả nhà ơi.
cái nhà nhìn thật thẳng băng dây luôn. Đâu dỡ lên con chậm chậm coi sao. Bự quá. Ồ, những đường em trồng cấy cả nha. Thấy quấn cứ ngắt rồi, thấy phái phái. Nhưng mà nó quấn gì là ngon lắm cả nha. Dở lên bộn dây cứ ngắt, còn nặng chịch đó là còn có tương lai, mà dở lên mà nó chạy bực 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 đó là vuột rồi. Quấn dữ vậy ba. Quấn em cả nhà. Đó, em nữa. Ngon lành. Có hiện tượng nha cả nhà. Nhẹ hiệu quá. Con trà cú rồi. Ừ. Nhỏ xíu cả nhà. Đó, nó quấn thì ghê, lôi lúc cần câu đứng đâu dính lưng bự chứ bả. 5 em cũng được cả nhà. Bé bé không à. Cái gì ba? Chú. Dính rồi vậy? Ừ. Dính rồi cả nhà, dính con nữa cả nhà. Nhỏ hết. Nhỏ cả nhà. Bào luôn. Tiếp tục có hiện tượng nữa cả nhà. Ê, dính kìa, dính kìa, dính kìa. Ý, bữa nay ngon quá nè, dính luôn nhỏ nhỏ luôn cả nhà. Rồi rồi rồi, mà dính nhiều. Sao 7 con vậy đó cả nhà, ngon lành. À, được mấy cái chắc cỏ này ngon lắm cả nhà. Ngon đâu bằng mưa ngon. Xui. Chỗ này mặt thì thêm xui có thể có dính lưng bự. Có hiện tượng nữa nè coi nha. Dây này lôi cái này thấy chắc cổ sức quá. Dây lôi nó không được cứng. Sao im không? Dở lên em trà cú rồi, bữa nay dính không được em nào bự hết trơn. Rồi rồi không à. Chưa không à? Dạ, chết cả nhà. Lâu xuống hang mà sức cả nhà. Lương lâu xuống hang, lương bự không có cả nhà mà lâu quá sức. Đúng nó, có hiện tượng cái ngắt luôn cả nhà ơi. Cái này cứng cứng kiểu này mới ngon này nha cả nhà. Còn không biết nhưng mà dở lên thấy con dây mà cứ ngắt mà đang chụp là thấy phái rồi cả nha. Nặng chịch không ba? Không biết còn đây lồi quá. Trời ơi. Đứt luôn. Đứt. Rồi quá. Trời có nè. Trời cái nhà quát cái lử luôn nè cả nhà. Trời con lương này dữ lắm con lương cả nhà ơi. Trời. Còn mấy cần hết câu cả nhà. Sức con lương quát lử cũng quá cả nhà. Tiếc ghê trời. Lắm cả nhà ơi. Sức dở lên quát lử lử câu là gung tay đó cả nhà. Lương mà quát lử dữ lắm bự mới quát nổi. Sức nữa rồi rồi. Sức quái trời. Sức này nó lương tí tí rồi. Rồi mà không dính là lương nhỏ mà. Câu cuối cùng. Em về dùng băng thấy không phải rồi. Nghe xưa. Ôi trời ơi. Lưỡi đâu. Sức. Đây cả nhà, thành quả
Thành quả bữa nay có hai cho con vui nè cả nhà. Sao 8-9 con. Mấy con kìa? 9. Bữa nay làm được 9 chú nha cả nhà. Ngon lành canh đạo cả nhà. Bành bành không cả nhà. Bở bở ngang mà. Đó, thành quả bữa nay nè. 9 chú. Dở dở lên bờ, dở lên tí. Quá im cả nhà ơi. Ngon lành. Hôm nay được 9 chú rồi. Rồi, vui kết thúc clip luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của vui nha. Cả nhà cho vui xin một like, một đăng ký để vui có động lực làm những video mới nha cả nhà. Vui hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video clip tiếp theo ha. Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Khoan.